Em Minh xin được kính chào quý khán giả cũng như là quý khách hàng của Loa Cá Xanh. Hôm nay là ngày 17 tháng 7, hiện tại là 12 rưỡi trưa rồi. Thì có nhiều quý khách hàng, quý vị theo dõi kênh Loa Cá Xanh thì có thắc mắc là mặc dù Loa Cá Xanh rất là uy tín, làm lâu năm, thế nhưng mà tại sao bán hàng ít thế? 2-3 ngày mới lên sóng một video giao hàng cho khách. Thì em Minh xin trả lời là thực ra cái video giao hàng cho khách mà Loa Cá Xanh lên sóng ấy thì chỉ là một phần rất nhỏ trong số rất rất nhiều đơn hàng mà Loa Cá Xanh giao hàng ngày. Ví dụ như ngày hôm nay từ sáng bây giờ là 4 xe đi chạy từ sáng bây giờ là mỗi xe là 3 đơn hàng. Là có 12 đơn hàng là giao trực tiếp bằng xe bán tải và xe tải của Loa Cá Xanh. Ở Loa Cá Xanh thì có 2 xe bán tải và 2 xe tải. Đấy thì hôm nay là các xe đã đi hết rồi. Thế cái hiện tại ở đây thì có 3 đơn hàng. 3 đơn hàng thì đều là các khách hàng, các quý cô chú anh chị là ở miền Trung, miền Nam, nói chung là rất là xa thì không thể nào giao trực tiếp bằng ô tô được, cho nên là sẽ gửi Viettel Post hoặc là gửi các cái tránh xe. Đấy. Ví dụ như là đơn hàng ra bộ loa 9920 cho anh Nam, số điện thoại là 0966793. Ba số cuối của số điện thoại thì em Minh xin phép được che đi để bảo mật thông tin khách hàng. Địa chỉ ở số 34, ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Hay là anh Lê Chí Hiếu, số điện thoại là 0397432 ở ấp Vinh Thuận, xã Ngọc Thuận, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Hay là đơn hàng cho anh Phạm Văn Bắc, số điện thoại 0975191 ở thôn 1, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đấy. Thì đây là những bộ loa mà đội ngũ anh em Loa Cá Xanh đã test rất là kỹ. Mỗi một bộ loa gửi đi xa như này thì test ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, đủ các hạng mục, test về hình thức, test về kỹ thuật, test về âm thanh, test về karaoke, đấy, test rất kỹ. Sau đó thực hiện đóng gói. Đóng gói thì cũng rất nhiều lớp. Bên trong là ni lông này, sau đó thì là thùng loa. Bên ngoài thì bọc xốp nổ. Và tuy nhiên trong thùng loa thì được kè rất là nhiều xốp mút để chống sốc rồi. Cho nên là những cái sản phẩm này đảm bảo cam kết đến tay khách hàng là sẽ nguyên vẹn. Nếu như có bất kỳ một rủi ro nào xảy ra, ví dụ như là mất hàng hay là hàng bị rơi vỡ móp méo, bị xước sát thì Loa Cá Xanh sẽ chịu hoàn toàn 100% trách nhiệm, gửi ngay sản phẩm khác cho quý khách, cho quý vị không lo lắng bất kể vấn đề rủi ro gì trong quá trình vận chuyển giao hàng quý vị nhé. Và sau đây thì em Minh xin được phép kết nối với anh Nam đặt bộ 9930 ở số 34 ấp 9 xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Giờ này đang buổi trưa thì cũng hơi phiền một chút. Hy vọng là anh Nam vẫn chưa nghỉ trưa. Alo ạ. Dạ vâng, anh Nam phải không ạ? Dạ em là Minh ở bên Loa Cáo Xanh anh ạ, anh có nghe rõ không ạ? Rồi ạ, anh nghe giọng em rồi, Dạ đúng rồi. vâng, chúng em đang thực hiện là test loa, sau đó thì đóng gói để chuẩn bị gửi hàng cho anh đây. Vâng, anh đặt cái bộ loa 9930 đúng không anh? Đúng rồi em. Vâng, hôm nay chúng em rất là nhiều đơn hàng, hiện tại đang có 3 đơn hàng ở đây đóng hàng để chuẩn bị đi gửi cho khách hàng, trong đó có anh đây. Vâng ạ, thì cho em hỏi một số thông tin là không biết là anh đã theo dõi kênh Loa Cáo Xanh của chúng em được lâu chưa? À mới xem ạ. Vâng, mới xem đấy mà anh đã rất là tin tưởng chúng em để đặt mua một cái sản phẩm mà lại ở khoảng cách xa như thế này. Đúng rồi, Dạ, vâng ạ. Vâng. Đến đây chúng em đã test loa xong rồi, bây giờ đang đóng gói xong hết rồi, bây giờ chuẩn bị gửi đi cho anh đấy. Thì là cái quá trình vận chuyển này nó sẽ mất tầm vài ngày anh nhá. Thì anh đợi giúp em, thì khi mà hàng đến nơi thì là các bạn vận chuyển này các bạn sẽ gọi điện sau đó giao hàng cho mình anh nhá. Dạ, vâng ạ. Đây là Thì cái mà anh cũng vừa rồi cũng mong muốn là được nói chuyện với em. Dạ, Thứ hai nữa vâng. là anh cũng muốn nhắn nhủ là tại vì chưa có một cái clip nào các em làm cái clip về khách hàng phương xa hết. Dạ Nên đúng đây là rồi. anh cũng mong muốn là cái bộ loa của anh là cũng anh để lại một cái ấn tượng trên cái Dạ. trang của các em Dạ em đó. hiểu ạ, em hiểu ạ, em cảm ơn anh. Em cũng đang định xin phép anh đây, tại vì là chúng em đang quay trực tiếp đây, chúng em đang có máy quay quay trực tiếp cuộc trò chuyện của anh em mình đây, để còn thông báo lên cho toàn bộ khán giả cũng như là khách hàng có ý định là có thể là mua có loa cáo xanh ấy, thì được biết là mặc dù chúng em ở Hà Nội chỉ có một cơ sở ở Hà Nội thôi, tuy nhiên là chúng em bán hàng toàn quốc và rất là cảm ơn rất là nhiều khách hàng, mặc dù là chưa gặp chúng em bao giờ, mới chỉ nhìn chúng em qua màn ảnh nhỏ thôi trên trên YouTube, trên Facebook thôi, nhưng mà đã có cái sự tin tưởng, phải nói cực kỳ là tin tưởng, rất tuyệt vời đấy, thì rất là cảm ơn anh. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Em cứ làm clip đi, rồi có Dạ gì em xong việc em giúp anh gửi vào trong này.
Dạ nhá. vâng ạ, Theo vâng cái địa ạ, chỉ dạ. của anh đưa ra. Dạ vâng ạ, em cảm ơn À, anh rồi. nhiều. Dạ vâng ạ, Trước vâng mắt ạ. là cảm ơn cả em. Dạ vâng, thế thì anh nhận hàng, anh test Rồi. qua, sau đó thì anh lại gọi điện chúng em nhé. Có vấn đề gì anh cái alo chúng Ok. em. Dạ vâng Rồi ạ. rồi rồi. Dạ vâng, em chào anh Ok, ạ. Vâng cảm ơn ạ. em. Bye bye. Vâng ạ. Đó, anh Nam ở rất xa nhưng mà cũng mới xem Loa Cá Xanh thôi, nhưng mà rất tin tưởng yêu quý anh em Loa Cá Xanh. Nên là chưa gặp ngoài đời, mới chỉ xem qua thôi nhưng mà anh đã rất là tin tưởng, đặt hàng sản phẩm đi xa như vậy. Phải nói là Loa Cá Xanh thực sự cảm kích khách hàng. Với cái sự tin tưởng đó, phải có sự tin tưởng đó thì người bán và khách hàng mới có thể kết nối được với nhau được. Chứ còn nếu như không có tin tưởng, nếu như không có sự tin tưởng giữa người bán người mua thì rất khó để những giao dịch này có thể diễn ra. Bởi vì là cái khoảng cách, mà nhất là mặt hàng âm thanh này là mặt hàng nó rất là trừu tượng, nó không thể nào mà đong đo đếm được bằng cái định lượng vật lý, mà nó chỉ là những cái âm thanh nghe được qua mạng. Mà âm thanh nghe được qua YouTube thì nó cũng chỉ tương đối thôi, chứ không thể nào nó chính xác 100% là giống như là chúng ta là nghe trực tiếp. Thế nên là tuyệt vời nhất là những quý vị mà ở quanh Hà Nội hoặc là ở những cái tỉnh lân cận mà để Loa Cá Xanh có cơ hội được giao hàng tận nơi để cho quý vị có cơ hội trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, hoặc là quý vị có thể qua cửa hàng để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, thì đó là cái điều tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, những khách hàng ở xa dường nhờ có cái lòng tin, niềm tin vào Loa Cá Xanh thì vẫn có thể kết nối được những đơn hàng. Và Loa Cá Xanh hàng ngày, hàng giờ có rất nhiều đơn hàng, những chiếc loa nối đuôi nhau đến mọi miền quê trên đất nước Việt Nam. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng. Và không phải chỉ những video lên sóng thì mới là những video bán hàng đâu. Rất rất nhiều quý vị, rất nhiều đơn hàng vẫn được gửi đi hàng ngày, vẫn được giao hàng ngày, nhưng không có thời lượng, không có điều kiện để thực hiện những video clip lên sóng, giao lưu đến khách hàng. Thì cũng rất mong nhận được sự lượng thứ đến từ quý khách hàng. Tại vì anh em Loa Cá Xanh thì có rất nhiều xe giao hàng, rất nhiều nhân sự, nhưng mà hiện tại thì chỉ có một máy quay để thực hiện quay các video giao hàng cho khách hàng thôi. Nên là rất mong là quý khách hàng thông cảm.